chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều. Hai vợ chồng mình đang có mặt tại Đức Mẹ Măng Đen, nhà thờ Măng Đen. Bây giờ thì nhiệt độ ngoài trời là 20 độ C nha mọi người, rất là lạnh luôn. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đi quay xung quanh nhà thờ cho mọi người cùng tham quan với vợ chồng mình nha. Đây là cổng chính bước vào nhà thờ nè. Phía bên ngoài có rất là nhiều hàng quán luôn á mọi người. Ở đây thì khu gửi xe của nhà thờ là miễn phí hết nha mọi người. Có rất là nhiều bãi. Bãi của hai vợ chồng mình thì nằm ở khu đằng kia. Rồi ở đây cũng có một bãi nữa nè. Rồi trong khuôn viên nhà thờ rất là nhiều chỗ để xe luôn. Mọi người cứ đến đây và cứ để xe thì được miễn phí hết, chứ không có tốn phí giữ xe gì hết nha mọi người. Ở phía trước nhà thờ là có nguyên một hàng thông rất là đẹp. Bây giờ thì rất là lạnh mọi người ơi. Mình đi xuống đây trước anh ha. Đi một vòng nhà thờ đi. Đây là nhà thờ nè mọi người. Nhà thờ xung quanh là bằng kính hết nha. Hôm nay là chiều thứ bảy nhưng sao không thấy nhà thờ có làm lễ. Tối nay hai vợ chồng mình sẽ ở đây để sáng ngày mai đi lễ Chủ nhật luôn. Nhà thờ rất là lớn và rất là đẹp. Xung quanh nhà thờ thì rất là rộng. Mọi người vô đây thì giữ xe thoải mái. Chỗ nào mà vô, nếu mà vô đây mà có chỗ nào mà giữ phe tính phí á, thì chắc không phải là của nhà thờ mà của những người dân xung quanh á, cho nên mọi người cứ chạy vào nhà thờ đi. Ở bên đây có những cái tảng đá nè, rồi để mọi người có thể ngồi chơi, ngồi nghỉ ngơi, rất là mát mẻ. Hồi nãy mình vào thì khách hành hương đến đây cũng đông lắm. Chắc người ta cũng giống mình là đến đây và sáng hơi để sáng ngày mai dự lễ ngày Chủ nhật. Cây thông này nó bị nghiêng hay sao á mà phải buộc cây vô. Không phải đâu, buộc cây để treo cờ hay gì vậy? Đây là phía sau lưng nhà thờ nè mọi người. Để đi quay. Ô gió quá, trời ơi lạnh. Trời ơi lạnh quá. Để đi quay bốn bên nhà thờ đi, rồi xong rồi đi xuống dưới kia. Đây là phong cảnh phía sau nhà thờ. Nhà thờ xung quanh là bằng kính hết. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi qua phía bên hông. Thì ở dưới cái tầng ở dưới này nè, các sơ có bán các ảnh Đức Mẹ, ảnh Chúa. Không biết là ở đây có phòng nghỉ không ha.
Để một hồi mình sẽ hỏi coi có chỗ nghỉ ngơi không nha mọi người. Rồi mình sẽ nói cho mọi người nghe. Các sơ có bán quà lưu niệm nè, và các ảnh của Đức Mẹ. Mình nghĩ chắc là trong đây cũng sẽ có chỗ để nghỉ ngơi lại. Dạ, để con đi vòng vòng con coi cái. Nhà thờ nằm ở giữa rừng thông luôn nha mọi người. Xung quanh thì rất là nhiều cây thông. Nhìn phong cảnh cũng không khác Đà Lạt gì cho lắm. Một hồi mình hỏi thử sơ coi ở đây có cho thuê phòng nghỉ lại không ha anh ha. Em thấy dưới này có mấy cái phòng mà không biết có đúng là để cho khách hành hương nghỉ lại không. Mình cứ hỏi thử. Bây giờ mình bây giờ mình sẽ đi lên phía trên nhà thờ nha mọi người. Ở trên có mở cửa nè. Bây giờ mình sẽ đi lên trên nhà thờ cho mọi người cùng tham quan với mình luôn nha. Trời rất là lạnh luôn. Ở nơi mình sống á, ít có khi nào mà nhiệt độ nó tụt tới như vậy hết á. Cho nên cảm thấy rất là lạnh. Nhà thờ mình chạy nằm trong dưới phố. Dạ con không biết nữa chú, con mới tới. Dạ chú ở đâu chú? Chú ở đâu tới? Gia Lai. Gia Lai dạ. Đây là trong khuôn viên của nhà thờ nè cả nhà. Trời ơi, trời này chắc tắm không nổi luôn quá. Chắc ở dơ quá. Đây, bây giờ chồng mình sẽ quay cảnh trong khuôn viên nhà thờ cho mọi người xem nha. Ở trong nhà thờ rất là đẹp. Nè mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Anh bỏ dép ra nha. Các bộ bàn ghế đâu rất là đẹp luôn. Trời bỏ chân không ra đi lạnh quá. Nhà thờ xung quanh thì toàn bằng kính hết nha mọi người. Bàn ghế cũng đẹp, ở trên nóc cũng rất là đẹp. Ở giữa là Chúa Giêsu. Ở bên trái là Thánh Giuse. Ở bên trái là Thánh Giuse, bên phải là Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ Maria. Ở nhà thờ này thì cũng bàn thờ thì cũng đơn sơ thôi mọi người, không có
lộng lẫy như các nhà thờ khác, nhưng ở đây nhìn nó rất là khang trang và trang trọng. Bây giờ chồng mình sẽ quay cho mọi người xem vòng vòng nha, để mình đọc kinh một xíu. Mọi người ơi, ở ngoài phía bên ngoài á thì trời rất là lạnh nha, nhưng mà vô nhà thờ thì không gian rất là ấm luôn á. Ở ngoài bây giờ thì gió rất là nhiều. Anh có muốn đi vòng ở bên đây không? Nè. Ở Đức Mẹ Măng Đen, người ta đi rất là nhiều mọi người, cho nên cha sắp xếp bàn ghế rồi nè cho người đi lễ á, rất là nhiều luôn. Ở bên phía ngoài này là một lớp kính, ở trong bên trong này là một lớp kính, cho nên vào nhà thờ á rất là ấm, không có bị lạnh. Đây là các tòa giải tội nè mọi người. Nhìn các tòa giải tội là biết là nhà thờ Măng Đen được khách hành hương đến đây rất là đông đúng không? Đi vô trong đây là không còn lạnh gì hết nha. Rất là ấm.
có thêm khách hành hương đến rồi mọi người. À, mình ở trong đây là gì vậy ta? Đấy, mình đọc cái ở trên đây cho mọi người xem. Bàn tay Đức Mẹ Con Plong tìm thấy ngày 30 tháng 4 năm 2007. Đây là đôi bàn tay của Đức Mẹ được để trong một cái lồng kính rất là trang trọng luôn nha mọi người. Rồi thì hai vợ chồng mình đã đi. Dạ, cho anh hỏi ở đây mình có thuê phòng nghỉ lại không chị? Dạ. Tại tụi con ở Long An ra. Dạ cho nên. Dạ. 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 Tại tụi con ở xa quá, tụi con ở tới Sài Gòn lận. Dạ. Dạ. Về phải đo lại ba vòng đã, ba vòng bây giờ. Ủa sơ cho hỏi là Đức Mẹ ở đâu sơ? À dạ dạ. Đây lần đầu tiên con ra đây. Ăn mà quét chưa? Chưa quét này. Dạ. Dạ ơi, em nào bọn mà em sợ. Sợ là bọn mà hay đó họ học trên xe phía đây như thế nào. Bây giờ em mà có hỏi bây giờ mở kiện. Chị bó có mình đã căn hay tất cả mức một cái đây một cái mức của nó. Nó bên thân té có mang không? Tập đâu ạ? Này, con chuyên có mạng mà học. Dạ, dạ con nghe ạ. Dạ, dạ con ở Long An ra sơ. À, con ra đây cũng dạ, con ra đây cũng chiều tối rồi cho nên con tính hỏi sơ là ở đây mình có cho thuê phòng nghỉ lại hay không á. Đặng sáng mai con đi lễ. Dạ. 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 Dạ, vậy con. Dạ dạ con cảm ơn sơ. Dạ dạ con cảm ơn sơ. Dạ. Dạ hai vợ chồng con đi từ Long An ra á sơ. Dạ. Dạ là Long An xa hơn Sài Gòn. Dạ con. Dạ con đi xe của nhà rồi ra đây. Dạ. 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 Dạ con á. Dạ. Đây là rượu mọi người. Mật ong. Mật ong nguyên chất. Rượu. Rượu van. Rượu van Thiên Phước. Rượu nho. Rượu nho. Đây là măng khô. Dạ. Măng khô. Nhưng mà cái sơ đang cầm cái chìa khóa đó. Sâm dây Ngọc Linh. Sâm dây Ngọc Linh. Dạ dạ. Vậy tối nay là có lễ hả sơ hả sơ? Dạ dạ. Dạ. Táo đỏ. Tầm 6 giờ sơ quay lại đây. Dạ. Táo đỏ ở clinic. Dạ. Trà gừng. Dạ, dạ trà gừng. Con đi nhà thờ cho dẹp và đi từ từ ra đây.
À, để tụi con quay YouTube á. Dạ. Chợ Đức Đen. Dạ. 110.000. Đậu xanh Thiên Phước 110.000. Cà phê 100.000 một gói. Thưa cho em. Rồi. Ra Đức Mẹ đi. Ra Đức Mẹ. À, sơ này điện cho sư trưởng nói là sư trưởng nói là có một phòng ở đây. Ừ. À, tối cho mình ngủ lại đây. Ừ. À, nhưng mà 6 giờ sư trưởng mới tới. À, khi mà mình đã tham quan nhà thờ rồi thì bây giờ hai vợ chồng mình sẽ xuống tượng Đức Mẹ Măng Đen nha cả nhà. Hai bên đường đi rất là thoáng ha, rất là thoáng, rất là rộng mà đẹp nữa. Ở phía trên đây là những cây thông. Thời tiết bây giờ thì lạnh lắm nha, chắc khoảng 19-20 độ gì đó. Càng về đêm thì nhiệt độ sẽ càng xuống thấp. À, hồi nãy thì mình có vô xin phép sơ, và sơ đã nói là tối nay hai vợ chồng mình sẽ được ngủ ở đây luôn á mọi người. À, đi nhà thờ thì rất là thích, tại vì mỗi lần mà đi nhà thờ thì đều được các sơ cho ngủ lại. Rồi đi tiếp. Rồi. Mình sẽ đi tiếp. Ở đây có rất là nhiều các hàng ghế nè mọi người. Người ta tạ ơn Đức Mẹ rất là nhiều luôn. Nè, hai bên nè. À, chắc là những điều người ta xin á, thì được Đức Mẹ nhậm lời, cho nên là người ta tạ ơn rất là nhiều. Ủa bé bé, con là người dân tộc gì? Hả? Hả? Con nói tiếng dân tộc gì vậy? Nó mắc cỡ rồi. Ở đây không biết là dân tộc gì, hồi nãy sơ cũng nói tiếng dân tộc nữa đó mọi người. Để mình sẽ hỏi cái chị này ha. Ở đây là dân tộc gì? Chị, ở đây em nghe mình nói tiếng của người dân tộc á. Ở đây là mình dân tộc gì vậy chị? À, cái nhóm quốc sơ mà nãy chị gặp là cái sơ của dân tộc người Ba Na. Có một nhóm người Ba Na, một nhóm người Mơ Lâm. À dạ, người Ba Na với người Mơ Lâm. Con Tum nhiều lắm. À. Con Tum thì Ba Na Mơ Lâm phải tới mười mấy dân tộc á. À. Mà chị đang gặp hai sơ nói, đó là nói tiếng Ba Na đấy. À dạ. Cảm ơn chị nha. Ở đây rất là rộng và rất là thoáng hết mọi người. Này mình quay giờ này hơi tối không ta? Hơi tối không? Tối không anh? Hơi tối. Trời, ở ngoài thì cũng ngã tối rồi mọi người. Với lại trời đêm nó lạnh á, cái nó mau tối lắm. Với gặp ngay đây là tháng 10, tháng 11 nữa thì trời cũng rất là mau tối. Hay mình lại quay Đức Mẹ đi. Đại Đức Mẹ. À, chắc là mọi người đến đây để dự thánh lễ 7 giờ tối nay đó mọi người. Và hai vợ chồng mình cũng vậy. Ghế để ở đây rất là nhiều, là người ta sẽ ngồi đây và nhìn lên mẹ để đọc kinh cầu nguyện.
ở đây có một cái bảng đá là kinh cầu Đức Mẹ Măng Đen nè. Bây giờ cũng có một số người vào trỏng ngồi đọc kinh rồi đó anh. Mình lên mình đi nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ thôi. Đây là kinh cầu Đức Mẹ Măng Đen. Con vừa ở dưới xuôi lên, rét run trời nhóm lửa đêm ngủ rừng, ngạn ngào đôi mắt rưng rưng. Lễ vui. Vui hay giọt lệ mừng lễ thương, vào ngày bông bắp đưa hương, gió thơm thơm mấy nẻo đường về thôn, đầu mùa cơn mới măng non, thoảng hơi nương rẫy vẫn còn nguyên sinh. Con thầm làm dấu thưa kinh, chắp tay xin rủ thương tình mẹ ơi. Lúa ngô vào vụ xanh tươi, ngọt ngon là của đất trời cho không. Mẹ về ngự sữa mênh mông, âm vang rừng núi tiếng còng tiếng chiên. Lại ơn Đức Mẹ Măng Đen, mẹ là mẹ của Tây Nguyên đại ngàn. Phận người con lắm gian nan, mẹ thương cứu giúp bảo ban độ trì. Một mai trăm bến chia ly, trong mơ rực những giả quỳ vàng tươi. Lòng tin miệng mới mở lời, một câu hạnh nguyện, một đời sắc son. Mẹ về hóa đá trên non, là đi gieo hạt chờ con xanh chồi. Gùi con lên dốc trăng soi, mẹ ơi phố núi quê trời là đây. Bài cầu kinh này rất là hay luôn á mọi người, đọc xong rất là xúc động luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lại thăm Đức Mẹ nha cả nhà. Ở đây rộng lắm, đây là còn những cái chỗ để cho người dân hành hương để người ta vào nữa nè. Ở đó chắc có quay video hả anh ha? Ừ. Này mình đi đây đi, nói chuyện nhỏ nhỏ thôi nha. Thôi em, bây giờ mình... Cái phong cảnh ở chỗ Đức Mẹ thì rất là đẹp, hoa rất là nhiều. Mà đặc biệt là hoa huệ đỏ tượng trưng cho Đức Mẹ. Đây là cái kinh cầu mẹ cầu biên măng đen. Đây là hình ảnh Đức Mẹ Măng Đen nha cả nhà. Mọi người có thấy một điều gì lạ không ạ? Là Đức Mẹ không có tay ạ. Bàn tay của Đức Mẹ hồi nãy là mình đã thấy ở trên nhà thờ đó mọi người. Đức Mẹ không có tay. Mọi người đang lần hồn đọc kinh. Em đọc kinh đi. Em vô đọc kinh đi. Em ngồi dọc đọc kinh luôn. Anh quay một vòng nhé. Quay vòng vòng đi. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
hồi nãy giờ hai vợ chồng mình có đi xung quanh đền Đức Mẹ để quay cho mọi người cùng xem á, thì bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đi ra ha. Vậy là khung cảnh của nhà thờ Măng Đen và Đức Mẹ Măng Đen thì đã xong rồi đó mọi người. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ ra lấy xe để đem vào nhà thờ, rồi tối nay hai vợ chồng mình sẽ đi lễ nữa. Vậy là video hôm nay đã kết thúc tại đây ha. Xin mọi người hãy cho hai vợ chồng mình một đăng ký nha, để hai vợ chồng mình có động lực để quay thêm nhiều video hay hơn cho mọi người xem nữa. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.